của Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một đề tài là ở Mỹ lượm rác cũng có nhiều tiền. Tại sao vậy bạn? Lượm rác làm sao mà nhiều tiền? Thì mình có một cái gặp hôm đó, mình gặp một cái ông trong cái tiệm ăn, mà mấy người tiệm ăn nói là ông này đó là ổng người Việt nha bạn, ông này là giàu lắm á, nhiều tiền lắm á, nhà 2-3 căn á. Mình hỏi ổng thì ổng là ổng chuyên môn là nghề đi lượm rác. Thì mình kể cho bạn nghe, ở Mỹ á thì trong một tuần một ngày là mình có quyền đem những cái rác mà thứ to như bàn ghế cũ, máy may cũ, tivi cũ đem ra để ngoài trước sân, thì sẽ có xe hút rác đặc biệt và sẽ hút những món to đó một tuần một lần. Có chỗ mà đông đảo hơn, nó thanh nhiều hơn thì có thể một tuần 2 lần. Còn những ngày kia là mình chỉ được là rác bỏ trong thùng rác, cột lại tử tế rồi bỏ trong thùng rác rồi đem ra thôi, thì xe rác tới. Thì ở Mỹ á, người ta khi mà họ có những cái đồ đạc cũ, bàn nhất là bàn ghế cũ, hay là họ mua máy, họ xài máy cũ rồi họ mua máy mới, họ bỏ cái máy, nếu mà cái máy nấu ăn cũ nó tốn điện nhiều hơn và xài điện ít hơn thì những người giàu có đó họ bỏ đi, họ đem trước cửa nhà họ bỏ, rồi bàn ghế họ cũng đem ra họ bỏ để rồi họ mua đồ mới. Nhất là những người mà có nhà cũ rồi giờ vô nhà mới, họ không thích, họ muốn đổi lại đồ mới hết, họ không có thích xài đồ cũ nữa. Nó là cũ không phải là cũ, ví dụ như là cái nhà đó hồi đó anh có vợ, anh ở nhà người vợ, cái bàn ghế đó vậy, giờ anh lấy vợ mới không, tôi không có muốn ngủ cái giường mà hồi xưa anh ngủ vợ cũ anh, nấu ăn trong bếp mà nấu với vợ anh, bàn ghế cũng muốn là nó bỏ hết bạn. Tại vì mua bán thì khó bán thì cũng bao nhiêu, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, mà phải ngồi để chờ người ta tới người ta bán làm chỗ, thì mấy người vợ nó thôi khỏi cần, nó dục luôn cho nó gọn. Mình làm nghề mua móc bất động sản đó bạn, có nhiều khi đó mình bán một cái nhà, người mới vô nhà thì nó ra lệnh cho mình, nó nói là chứ tôi không có muốn bàn ghế, cô em ai cô cho thì cô cho, còn không cứ để ra ngoài kìa. Để ra ngoài thì những người nghèo đó người ta tới người ta lấy, nhưng mà chỉ khổ là lấy mấy cái đó là phải có xe chở, mà người nghèo thì không có xe chở, mà xe nhỏ quá chở không được thì họ phải bỏ lại nhiều lắm ơi bạn ơi. Có khi là mình muốn kêu cái chỗ mà từ thiện Goodwill á, mà tới á, thì Goodwill nó chỉ có vài cái xe công nhân thì nó không có tới nó lấy, mình phải bưng tới mình lấy, mình đem tới mình bỏ nó, làm sao mà có xe đâu mà chở được bàn ghế này kia không. Những cái tủ lạnh, những cái bếp điện mà người ta mua mới rồi người ta bỏ cũ thì cũng còn xài được, thấy không? Thì họ để trước cửa đó. Thì ông này là ông chuyên môn đó, ông có cái nhà kho, rồi ông có cái xe to, rồi ông đi lượm, thì ông biết ngày nào dùng nào. Ông nói người giàu á, họ không có xài đồ cũ, họ dục. Họ mua nhà, mà nhà có đồ cũ của người chủ nhà trước nó cũng dục. Ở chỗ mình đó, như là Canada, ở người Canada xuống đây, ở Florida xuống đây, xuống Florida ha. Rồi họ mua chung cư, họ mua nhà, họ sắm bàn sắm ghế. Rồi tới hồi sau này đó thì là người vợ mất hay ông chồng mất, rồi giờ nó bây giờ không có muốn tới Florida mùa đông chơi nữa. Tại vì ở Florida thì nó mùa đông thì nó ấm, ở Canada thì nó lạnh. Thường thường là Canada xuống đây trong mùa đông á, xuống đây xuống Florida để mà hưởng cái ấm. Nhưng mà người Canada họ ngộ lắm nha bạn, họ không thích xài bàn ghế của người khác. Khi nào mà mình bán cho họ ở chung cư là bàn ghế cũ họ bỏ hết, rồi họ lấy ăn cơm họ chùi hết, rồi họ chùi hết dưới đất gì hết, trên nhà chùi sạch bon, rồi cái họ mua cái đồ mới. Thì cái đồ cũ đó khi kêu mình kêu mình mua bán môi giới mình kêu mà không ai tới lấy nữa bạn, thì khi cái đem ra để ngoài đó thì có những người chuyên môn vậy, cái ông Việt Nam chuyên môn vậy đó, ông lượm những cái đồ cũ, ông có cái nhà kho to lắm,
ông đem về ông chỉnh sửa lại, ông làm cho mới lại, ông bán cho mấy người nghèo. Ông bán cho mình nghe xì rẻ lắm, dùng cái giường, một cái bộ giường mà bạn đi đi mua ở ngoài đó thì mới cũng phải ngàn rưỡi á, thì nó cũ rồi thì ông bán 100, 200, 300 đô. Là những người nghèo không, những người nghèo đây không có tiền thợ mua mấy cái đó. Những cái tủ lạnh, những cái bếp điện mà nếu mà còn xài được á thì ông bán 50 đô, 70 đô vậy mà ông giàu đó bạn. Nhà 3 4 căn. Phải biết cái chỗ nào người thay giục đồ mới chịu khó đi. Thì có chỗ là thứ hai là họ giục đồ đồ bàn ghế, có chỗ khác thứ ba, thứ tư, thứ năm vậy đó. Ông đi vòng vậy đâu có sao tại ông đi vòng vậy, rồi ông biết giờ ông sửa, ông sơn lại mấy ghế hơi gãy chút, ông sửa chân lại ghế bốn chân, cái một chân thì ông sửa cái chân kia lại, ông làm lại một chân mới rồi ông bán vậy nè. Mà có vậy mà giàu đó bạn. Ông nói nghe thích lắm, cái khi nó họ giục luôn cả một bộ salon bằng da mới tinh. Nên nó kêu là mới rồi cũng phải thiệt là mới tinh, mà cũng phải cũng là vừa. Có nhiều khi là họ có nhà 4-5 phòng, bây giờ họ dọn vô chung cư có 2 phòng thì họ cái nào cho được con cháu thì cho, con cháu nó muốn. Còn họ có cái nhà cái nào con cháu nó cũng thèm luôn thì bỏ. Mấy Canada nó nói mình chứ bây giờ nếu mà lấy bàn ghế mà chở về Canada thì nó còn mắc, nó mắc gấp 10 lần, là cứ thôi bỏ luôn cho xong. Mua ở đây khi mình mua cái chung cư mua hay mua nhà đó là người nó đi nó bỏ bạn, như nó bỏ như là người ở đây mà đi về New York á, mà nếu mà mướn xe chở mấy cái bàn ghế này kia là cũng phải 1.000-2.000 đô. Cái nhà cái hết tất cả món đồ ở đâu có giá 2.000 đô đâu, thì họ bỏ. Bắt đầu thử cố gắng họ bán, mà khi bán cái lúc không ai mua thì bán bạn muốn bán, bạn đăng báo bạn cũng phải trả tiền đăng báo à, thấy không? Chứ nó phải đâu phải không, rồi ngồi chờ có khi người ta mới tới mua. Có những cái mạng mà đang không tốn tiền nhưng mà cũng không bao nhiêu người, thành ra rồi kêu goodwill để tới lấy lượm á, thì có khi nó tới khi nó không tới, nó nhiều người kêu quá nó không tới. Thành ra ông này chuyên môn là cái nghề mà đi lượm rác, mà có không nói lâu lâu á làm như chắc người ta giục lộn á, cái là lâu lâu á lượm được những cái bốt hiệu. Còn tốt lắm, chắc là nó giục lộn. Là chị nghe nói đó là có người đó, có bữa đó có người ta giục cái hộp, tôi tưởng nó hộp nữ trang không á, mà trong hộp đó là có những hộp xoàn đó bạn. Trong báo nó nói đó, tức là người ta giục, nó giục rồi ta lỡ tay người ta không biết đó. Trong đó cái hộp đó nó còn cái nhẫn đó, cái giục nguyên cái hộp luôn, giục vô cái. Còn có người thì ổng nó có lần đó là dọn cái bà mà có mấy cái học tủ vậy nè, cái ông cho trong học đó cái trong đó là đủ thứ lung tung á, bỏ nguyên cái học luôn. Cái ông lấy học không ra, ở dưới cái học có phong bì có 1.000 đô, chắc là trong nhà giấu tiền này kia đó, rồi quên đi rồi hồi muốn giục đồ á thì thường thấy cái đồ này đủ thứ đồ lung tung dơ giấy, thôi bỏ luôn, lấy nguyên cái học tủ như là 5 ngăn nè, nên bỏ đằng trước cho người ta lượm. Cái ông lượm về là ông được, ông có phong bì được 1.000-1.000 mấy đô, ông kể. Ê ngộ ông bạn đi lượm rác á mà cũng có tiền. Mà ở đây người ta giục mấy vô tuyến truyền hình, mấy nó ăn nhiều lắm, tại vì giờ tivi đó thì mỗi ngày nó ra nhiều cái mới, nó là những cái mới, những cái hay, thì người ta có cái cũ á cái người ta bỏ đi. Giờ bỏ đi thì có ai cho thì cho, mà không thôi á thì họ để. Mà biết trong chung cư mình chỗ mà để rác mà có cái phòng rác to này nè, là luôn xuống đó lúc nào cũng có tivi nhỏ, tivi hồi xưa, tivi mới, tivi nhỏ mà hay là tivi hơi cái kiểu xưa người ta bỏ, để ai muốn lượm gì lượm. Tại tivi hồi xưa là nó bự, nó nặng mà nó hình nó không có đẹp, mà nó tốn điện, mà càng ngày giờ tivi bây giờ nó nhom nó chút xíu vậy đó thì là người ta quý hơn ha, người ta bỏ đi nhiều lắm bạn. Thì người Mỹ á, là họ sống để họ sống, họ tiêu thụ, tại vì họ thấy cuộc đời ngắn ngủi, nếu họ có tiền họ tiêu thụ, nhưng mà không có tiền thì mua nợ cũng để tiêu thụ chứ. Nói mình nghĩ là có khi cũng không nó nghĩ vậy là cũng không sai á bạn. Mình sống có bao lâu, nếu mình có điều kiện thì mình cũng muốn ở nhà cho đẹp, mình cũng muốn xài đồ cho tốt, cái tội gì mà xài mấy đồ cũ rũ hoài, mà cũ hoài ha, nó vừa hao điện mà có khi nó không, nó khi nó còn, nó còn hại cho sức khỏe nữa, phải không?
Bạn nhớ hồi đó ra cái ví dụ như ra cái máy nấu nấu ăn mà chiên dầu á, chiên bằng dầu thì nó để đổ dầu rồi 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 nấu. Bây giờ thì ra những cái máy mà chiên mà khỏi cần dầu, thì những máy đổ dầu là người ta bỏ hết, người ta đâu có xài nữa. Có khi có người mới mua được xài ra được chục lần rồi bỏ, có phải ngày nào tao cũng chiên dầu, thấy gì ngộ không? Đó là hôm nay mình chia sẻ các bạn vấn đề mà đi lượm rác hả? Mà cũng có tiền với ông đó, người ta nói là ông đó là có 3 căn nhà cho mướn. Chào bạn á, lần sau mình sẽ nói chuyện tiếp, chia sẻ tiếp. Chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ, cũng khỏe mạnh, cũng làm ăn phát tài. Bye bye.